Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh trực tiếp trên sân động Spotlight, nơi sẽ ra cuộc đối đầu tâm điểm trong cú đầu giữa câu lạc bộ Block B cùng với Lốc A trong khổ của dòng đá Emerald Cup năm 2022. Và lối chơi của họ lúc này cũng không có quá nhiều những sự cải tiến rất nguy hiểm. Lại thêm một cú đá nữa. Lần này cự ly đã được thu hẹp đi rất nhiều. Cú đá cuối cùng vừa rồi là của Quang Vinh, cầu thủ mang số 79. Và tiền mày của trận đấu thì Block B đã thông ra tổng cộng là 2 tình huống xí điểm. Và Khai, tình huống tấn công của bên là cánh trái rất nguy hiểm, và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Lộc A. Nhìn tham đội trưởng mang số 9 là người đã mở tỷ số. Cầu chỉ sang người đã nổ súng ở trong tình huống vừa rồi, đó là thủ mang số 20 Tuấn Diệu. Tỷ số là 1-0 dành cho các thủ Lộc A. Rất lập bập, chơi trái. Một đều rồi. Cú đá cuối cùng cực kỳ hiểm hóc. Bàn thắng quân bình tỷ số dành cho các thủ Lộc B, đó là đội trưởng Đinh Hùng. Một pha vườm xuất phát tới từ một tình huống cố định nữa. Chúng ta đã nói tới rất nhiều vào khả năng phẩm cố định. Giờ đây cánh trái này rất thoáng. Sút xa. Không vào. Bóng một lần nữa đã tìm tới vị trí của Đình Hùng. Có vẻ như bóng đã quá trơn khiến cho Đình Hùng không thể đưa bóng nhìn một tốt. Rất quyết liệt. Của phản công nhanh. Giờ đây. Dứt điểm. Không vào. Ngọc Tài là người Hùng ở trong tiếng vừa rồi. Một pha phản xạ xuất thần của trung trận cuối cùng mang tên Ngọc Tài. Cú đá rất thoáng ở bên cánh trái. Trái bóng vẫn đang nằm trong cuộc. Cú đá này rất nguy hiểm. Cú đá ở một trong một tư thế cũng khá khó chịu. Không có nhiều khoảng không gian để xử lý trái bóng gọn gàng. Tiếp tục sẽ là một tình huống cố định nữa. Được chuyền vào. Khá là bập. Không có bàn thắng dành cho các thủ áo vàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại một tình huống phối hợp ở bên là cánh phải. Rất chống chạy. Nhất Cương không vào. Nếu như ở trong tình huống vừa rồi Đình Hùng có thể chạm bóng, rất nhiều khả năng khung thành của thủ môn Ngọc Tài đã phải sút lên lần thứ hai. Có được những sự sáng tạo và bất ngờ. Rất nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho thủ Lục B. Một pha bóng bỏ lỡ khó tin. Một đường truyền có được khoảng không gian, thời gian thuận lợi để dứt điểm. Rất nguy hiểm. Lại là một cú đá nữa. Những cú đá ngoài vòng cấm với lực đi rất mạnh của Đình Hùng. Và phía dưới sẽ là sự có mặt của thủ áo số 6. Rất nguy hiểm. Tình huống đá chúy đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và nó vẫn xuất phát tới từ các cầu thủ Lốc B. Đã có hai sự đeo bám ở trong góc sút vừa rồi. Người đã có tình huống mang vào dứt điểm, đó là đội trưởng Đinh Hùng. Vẫn đang là những tình huống chạy chấp trên không, rất nguy hiểm. Không vào. Cội bỏ lỡ rất đáng tiếc của đội trưởng Đình Hùng. Có vẻ như trong bóng vừa rồi Đình Hùng cũng đã phần nào bị Đình Hùng.
Bóng vẫn đang nằm trong chân của các thủ áo xanh. Chân trái, không vào. Lại một nữa sự xuất sắc của Tâm Ngọc Tài. Cú đá rất hiểm mong với lực đi rất mạnh của Minh Việt. Minh Việt đã tìm ra được một khoảng không gian cực kỳ thuận lợi với cái chân trái uy lực của anh. Một sai lầm dẫu cho là nhỏ thôi ở phần giữa sân cũng sẽ đem lại một đợt phản công nguy hiểm. Không vào. Tình huống dứt điểm đã khiến bóng đi lên thẳng không trung. Đã có ba cơ hội rất rõ ràng vào ngón ăn dành cho các thủ môn B. Họ đã liên tiếp triển khai những tình huống phối hợp trực diện hay. Tốc độ tốt của thủ môn số 1 Minh Việt. Minh Việt đường chuyền, quả trống. Không vào. Lại là sự xăng của thủ môn Ngọc Tài. Cú đá đại bác ở tâm trung của Quang Bình. Một ngày thi đấu, từ đó lối chơi của các thủ lớp A đã trở nên thay rất. Không vào. Lại là Ngọc Tài. Quá xuất sắc Ngọc Tài. Một pha bóng mà Ngọc Tài đã cho thấy đường khả năng của anh đã vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, vượt xa tầm với của trái đất rồi. Không được. Đó là một cú tạt ở tầm thấp. Vũ Phong. Rất nguy hiểm. Một pha bóng có đường độ cuộn ở trên không một cách rất nguy hiểm. Vũ Phong bây giờ vai trò của anh sẽ chỉ là những tình huống phá bóng lên hay là những tình huống triển khai bóng dài. Những tình huống bóng bổng đã xuất hiện nhiều hơn. Dứt điểm. Vào. Cú đúp dành cho đội trưởng Đình Hùng. Ngay trong pha bóng mà Vũ Phong đã không đồng tình với phòng ngự trong cách chơi của những trung vệ, thì ngay sau đó thì họ lại đã phải nhận một gáo nước lạnh tới từ đối thủ của mình. Một cú đá quá tốt của đội trưởng Đình Hùng. Trọng Nghĩa. Rất nguy hiểm. Không có bàn thắng thứ ba dành cho các thủ áo xanh. Một ngày thi đấu, bà Ngọc Tài xứng đáng là một anh hùng. Hữu Thịnh. Rất nguy hiểm. Đó gần như là sự khẳng định cho sức mạnh của lớp B. Bàn thắng của Quang Vinh. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Lỗi rất lớn ở trong tình huống vừa rồi là Hữu Thịnh. Một đường chuyền về rất tai hại. Và đá bóng của Đình Hùng. Đình Hùng đường chuyền rất nguy hiểm. May mắn đã tới trước khung thành của thủ môn Ngọc Tài. Và một lần nữa hàng phòng ngự của lớp A đã không đủ nhân lực để bọc lót che chắn cho nhau, khi mà bây giờ họ đang rất mong muốn để dồn lên tấn công. Bóng lại làm trong chân của các thủ áo xanh. Chân trái. Cú đá như vậy không thể làm khó được thủ môn Ngọc Tài. Rất nguy hiểm. Lúc này thì thế lực của cả hai cũng đã bị suy giảm rất nhiều. Và nghiêm trọng hơn. Dưới đây. Dưới điểm. Đó gần như là lời chấm hết. Chấm hết cho những lỗi của các thủ lớp A rồi. Cú đúp dành cho thủ báo số 79. Nếu như phải dừng bước tại mùa giải năm nay thì đây sẽ là mùa giải thứ ba liên tiếp. Và như vậy tiếng còi kết thúc của trọng tài cũng đã vang lên. Mùa giải thứ ba liên tiếp các thủ lớp A không thể tạo ra được
những sự bất ngờ và ở tại mùa giải năm nay, tệ hơn là họ đã phải dừng bước trong trận đấu thứ hai của mình.